Như thông tin chúng tôi đã đưa về vụ án mạng xảy ra tối ngày 19 tháng 3 tại khu phố 1 phường Đông Hải thành phố Thanh Hóa, nạn nhân là Nguyễn Doãn Cường 23 tuổi, trú tại khu phố 1 phường Đông Hải, bị Nguyễn Đình Tùng 21 tuổi, người họ hàng ở cùng làng dùng dao đâm chết. Theo thông tin ban đầu từ những người thân cho biết, nguyên nhân vụ án là do Cường nợ Tùng 500.000 đồng chưa có tiền trả. Nhiều lần Tùng đến đòi nợ nhưng Cường đều xin khất. Đến tối ngày 19 tháng 3, đối tượng đã gọi điện thoại hẹn gặp nạn nhân để hai bên giải quyết việc nợ nần. Sau đó Tùng đã thủ sẵn một con dao chọc tiết lợn vào người rồi ngồi đợi ở ngoài đường cách nhà khoảng hơn 100 mét. Khi thấy Cường vừa từ nhà bạn về, Tùng bất ngờ cầm dao đâm hai nhát chí mạng khiến nạn nhân gục xuống và chết ngay tại chỗ. Gây án xong, Tùng đã nhờ một người chở bằng xe đạp lên phố và bắt xe tẩu thoát. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị đâm hai nhát, một từ phía sau làm rách đùi chân trái và một từ phía trước ngực gây thủng tim dẫn đến mất máu cấp. Nạn nhân là con đầu trong một gia đình có hai anh em, từ nhỏ Cường sống rất hiền lành nên được mọi người trong làng quý mến. Người bố đã qua đời cách đây 5 năm do mắc bệnh hiểm nghèo. Cường vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng y tại Sài Gòn nhưng do chưa xin được việc nên đã trở về quê giúp mẹ việc buôn bán gia đình dự định ít ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ cho cường người vợ chưa cưới của nạn nhân hiện đã mang thai ở tháng thứ ba cái chết tức tuổi của cường khiến người mẹ luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê thỉnh thoảng lại vùng dậy ôm di ảnh của con vào lòng mà khóc thảm thương còn hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng thương tiếc cho nam thanh niên hiền lành này hiện công an phường đông hải đang phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh khẩn trương truy bắt đối tượng gây án